Thưa quý vị và các bạn, không tự nhận mình là nhà thơ mà chỉ là người yêu thơ, với hai tập thơ được ra mắt bạn đọc là tập Ngẫu Hứng và tập Dấu Xưa, gồm hơn 100 bài thơ như những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mà khơi gợi nhiều cảm xúc thiết tha với những giai điệu cung tầng cảm xúc khác nhau. Những cung bậc ấy được chắt lọc từ chính những tâm trạng, những nghĩ suy, nỗi tâm tư, niềm cảm xúc của nhà thơ, người đã từng một thời khoác áo lính và đồng thời luôn đau đáu, nặng lòng với quê hương, miền quê xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, nơi nhà thơ sinh ra và lớn lên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một người lính đã sống cùng mưa bom bão đạn của cuộc chiến 81 ngày đêm lịch sử tại chiến trường Quảng Trị Đỏ Lửa. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Vũ Văn Toàn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội viên Ban thơ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Xin kính chào khán giả của đài truyền hình Hưng Yên. Vâng, rất là cảm ơn nhà thơ Vũ Văn Toàn đã dành thời gian đến với chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên. Và trước khi giao lưu cùng nhà thơ thì xin mời nhà thơ cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Xin chào các nhà thơ, các nhà nhiếp ảnh. Với tác phong nhanh nhẹn, nụ cười tươi mến khách, nhà thơ Vũ Văn Toàn, người cựu chiến binh, luôn cởi mở với những bạn hữu đến thăm nhà. Nhiệt tình, say sưa, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện với bạn bè về những kỷ niệm gắn với thời binh mà nhà thơ đã trải qua. Điều này giúp nhà thơ luôn lạc quan, yêu đời và có những tác phẩm thơ, nhạc đi vào lòng những người yêu quê. Sinh ra và lớn lên tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Vũ Văn Toàn cũng giống như bao thanh niên cả nước, hăng hái nhập ngũ lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trải qua cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm tại chiến trường Quảng Trị, bom đạn đã không thể làm anh nhụt chí, nhưng những nỗi đau về sự mất mát hy sinh của đồng đội vẫn nguyên vẹn trong tâm hồn của nhà thơ. Bởi những kỷ niệm không bao giờ phai vẫn còn đó, nhưng đồng đội anh, những người còn nằm trong lòng sông Thạch Hãn, đất mẹ Quảng Trị đã mãi mãi không trở về. Gác lại nỗi đau chiến tranh với chất lính đã từng vào sinh ra tử, cộng thêm một tâm hồn giàu xúc cảm, kể từ khi nghỉ hưu trong khung cảnh quê nhà yên bình và thanh thản, nhà thơ đã xuất bản hai tập thơ là tập Dấu Xưa và tập Ngẫu Hứng Thơ. Tập Dấu Xưa với chủ đề về ký ức chiến tranh, nghĩa tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước. Tập thơ Ngẫu Hứng Thơ là những bài thơ chia theo chủ đề về tình cha mẹ, nghĩa vợ chồng, đạo lý làm người. Không chỉ làm thơ với sự tinh tế, cảm xúc thăng hoa cùng tình yêu quê hương sâu đậm, nhà thơ Vũ Văn Toàn còn cho ra đời hai bài hát ca ngợi vẻ đẹp, xen lẫn niềm tự hào về quê hương Hưng Yên, văn hiến cách mạng. Đó là bài Hưng Yên quê tôi và bài Đẹp lắm Hưng Yên. Bài hát cũng là niềm tự hào của người con quê hương Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được theo dõi một phóng sự ngắn về cuộc sống thường ngày của nhà thơ Vũ Văn Toàn. Và qua những hình ảnh trong phóng sự thì gợi lên trong Ngọc Anh một cái cảm giác rất là thanh bình, yên ả và một chút gì đó rất là lãng mạn. Nhà thơ có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả được biết về ngôi nhà có vẻ rất là thơ của mình ạ. Mặc dù thì chiến tranh thì đã lùi xa, rồi thời gian công tác của chúng tôi thì cũng đã hết và đã được về với quê hương. Và quê hương là cái nơi mà chôn rau cất giớm, nên khi được về với quê hương, được sống trong với tình cảm của người dân quê hương, với gia đình, với bạn bè, là cả một, đây là một vấn đề rất, chúng tôi rất là phấn khởi. Nên là để tạo cho cuộc sống nó càng ngày càng phong phú hơn lên, đẹp hơn lên, thì chính mình lại phải cải thiện về những cái nếp sinh hoạt, rồi mối quan hệ với tự nhiên, với thiên nhiên, để cho cuộc sống của mình càng có thi vị hơn. Và đó cũng chính là những cái cội nguồn cảm xúc để tạo nên thêm rất là nhiều cảm xúc trong thơ của nhà thơ, đúng không ạ? Thưa nhà thơ Vũ Văn Toàn, một mảng đề tài rất lớn ở trong thơ ông đó chính là viết về những cái hồi ức trong những cái năm tháng áo lính tại chiến trường Quảng Trị ác liệt. Ví dụ như là trong tập thơ Dấu Xưa thì có bài Mùa Hè Đỏ Lửa kể về cuộc chiến khốc liệt của quân ta chiến đấu 81 ngày đêm để giữ thành cổ Quảng Trị, hay là bài Tiếng Gọi Tổ Quốc thì đã mô tả khí thế hừng hực của bộ đội thuộc Trung đoàn 95 đi theo tiếng gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Nhà thơ có thể chia sẻ về sự ra đời của hai bài thơ vừa rồi ạ? Phải nói là cứ đến cái dịp mà tháng 4 lịch sử này, tức là như ngày 30 tháng 4 ngày giải phóng,
là 1975 là ngày giải phóng miền Nam. Thì chúng tôi là những người lính bây giờ đã được trở về với quê hương. Thì trong tâm trạng của những người lính ấy đều rạo rực, nhớ về những cái kỷ niệm xưa đã từng đi qua trong thời kỳ chiến tranh. Thế thì tôi thì là cái anh lính mà đi bộ đội thì thời gian thì nó cũng ngắn thôi. Tức là năm 71 thì chúng tôi đã đi. Mà đi lúc đó thì chúng tôi mới chỉ là một cái anh học sinh đang học cấp 3, chưa được tốt nghiệp. Thế thì chúng tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng, chúng tôi đi lên đường và về đến Hà Bắc để tiếp tục để huấn luyện. Mà huấn luyện thời gian đó là chúng tôi nghĩ là lúc đó do cái yêu cầu của chiến trường nên huấn luyện nó rất là ngắn, chỉ khoảng 3 tháng thôi. Nghĩa là mỗi người lính chỉ biết bắn được là được, ném lựu đạn được là được, bắn được các cái rồi là đánh bộc phá được là được. Thế rồi là diễn tập để mà thực binh trên chiến trường. Thế đấy là nó chỉ thế. Sau đó thì chúng tôi được điều vào miền Nam. Thế thì phải nói là trong cái thời gian ở quân ngũ thì tôi thì nhập ngũ thì như vậy, nhưng mà trải qua những cái chiến dịch hầu như là toàn đánh những chiến dịch lớn. Ví dụ như chiến dịch 72, đấy, giải phóng Quảng Trị thì chúng tôi là cái đơn vị phải chốt giữ 81 ngày đêm. Hay là khi mà rút roi khỏi thành Quảng Trị thì bộ lại điều chúng tôi vào đánh mở màn ở Tây Nguyên. Mà lúc đó là chúng tôi chỉ nghĩ là đi vào đó, cả sư đoàn thì vẫn ở ngoài mặt trận Quảng Trị. Nhưng riêng của trung đoàn 95 của chúng tôi thì lại vào đánh Buôn Mê Thuột. Mà lúc đó thì chưa có cái hiệu lệnh là mở để phát động cái chiến dịch Hồ Chí Minh, mà gọi là đánh vào cái mở màn cho cái chiến dịch ở Buôn Mê Thuột. Thế sau khi đánh được, giải phóng được Buôn Mê Thuột thì đồng thời với cái lúc đó là phát động được chiến dịch Hồ Chí Minh. Đấy. Thế và chúng tôi đi theo cái đường 14 đi về Treo Reo, Phú Bổn, rồi Xuân Long Khánh, sau đó vào Sài Gòn, thế và giải phóng Sài Gòn. Thế sau giải phóng Sài Gòn xong thì là đến năm 76 thì tôi được cho giao quân để tiếp tục đi học và làm các việc khác. Thế phải nói thời gian quân ngũ thì ngắn nhưng mà nó gắn vào những cái giai đoạn của cuộc chiến tranh là cũng tôi rất là khốc liệt. Kỷ niệm mà nằm ở chúng tôi thì là rất nhiều, đặc biệt là ở cái thời đoạn mà 81 ngày đêm ấy, chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đó là một cái giai đoạn phải nói là khốc liệt nhất, tàn ác nhất mà Mỹ có thể dùng tất cả các loại vũ khí, hỏa lực và những cái phương tiện chiến tranh hiện đại nhất để đưa vào miền Nam để đánh ở Quảng Trị. Thế và trong vòng 81 ngày đêm đấy thì chúng đã thả bom đạn pháo vào đó và tính theo ra thì bằng 7 quả bom nguyên tử để mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima của Nhật Bản. Thế như vậy thì phải nói là cái nơi đó là cái nơi phải thử thách rất mãnh liệt giữa bên ta, bên Quảng Trị bên này chúng ta là khu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bên kia là của địch. Thế và chúng ta phải chốt giữ để giữ làm sao cho được cái mảnh đất mà ta đã được giải phóng ở Quảng Trị. Thế nên là chúng dùng hỏa lực, dùng mọi phương tiện để chúng muốn hòng để lấy lại cái thị xã Quảng Trị ấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như nhà thơ Vũ Văn Toàn đã chia sẻ thì Quảng Trị là một địa danh không chỉ trong cả nước mà cả cộng đồng quốc tế đều biết đến bởi sự chia cắt đau thương, sự chịu đựng đạn bom ác liệt và ý chí kiên cường bất khuất của con người nơi đây. Và những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã chiến đấu ngoan cường tại chiến trường vô cùng ác liệt này. Hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện để hóa thân vào lòng đất. Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị. Và cũng như bao chiến sĩ trở về từ chiến trường Quảng Trị, ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên như nhà thơ Vũ Văn Toàn đã viết. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài thơ Ký ức đêm rút khỏi thành cổ Quảng Trị để hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến trường. Bài thơ do nghệ sĩ Tiến Tùng, nhà hát chèo Hưng Yên thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
40 năm rồi tao vẫn nhớ ba đứa mình chốt giữ trong chiếc hầm xíu vèo dưới đàn bom. Chỗ nằm ngồi bùn đất nhẽo đen, một đứa nằm, hai đứa phải ngồi khom lưng bó gối. Trong hầm nồng nặc mùi hôi thôi, ánh sáng lờ mờ chẳng rõ lối đi. Lúc cần vệ sinh ta chẳng có ngại gì, đi tiểu khom lòng bàn tay hất ra ngoài cửa. Buồn cười nhất ba đứa mình cùng uống sữa, chẳng hiểu làm sao ba cái bụng sôi. Nếu cười to là thiếu tế nhị rồi, nhưng vẫn thế mình cứ ngồi chốt giữ. Tám mốt ngày đêm quần áo chẳng lượt là chỉ cho khổ, bởi ba đứa mình toàn mặc áo da. Mỗi chiếc quần lót thường gọi là quần đùi chính ủy, tóc bùn đất quyện thành từng mớ, thịt da dày, đất ruồi mũi cũng chẳng thua. Ban ngày ở hầm, đêm ra cảnh giới từng giờ, ngăn chặn địch tấn công cho kịp thời đánh trả, cũng tranh thủ làm mấy bi đông nước lã, lấy ngoài sống thạch hãn để trữ nước hôm sau. Suốt ngày đêm bom pháo máy bay gầm rú trên đầu, để lại thấy rực trời pháo sang. Thường nói đùa cổ thành đâu có ngày đêm trạng vàng, nhớ đêm hôm có lệnh rút khỏi thành. Ba đứa chuẩn bị phao để qua sông Thạch Hãn, mày đi trước, còn hai đứa tao lùm tùm chưa xuống được. Trong phút chốc quân thù ác độc bắn pháo cản đường bớ, hai đứa tao chưa kịp chạm mặt sông. Khi pháo địch chuyển làn giữa sóng nước mênh mông, tao hốt hoảng bơi tìm gọi mày chẳng thấy. Thầm nghĩ mày đã hy sinh dưới dòng sông nước chảy, cùng bao đồng đội nhuộm đỏ nước sông. Đêm chơi vơi mông lung, tiếng đồng đội gọi nhau tìm bạn. Giữa bom đạn quân thù sông Thạch Hãn, nước cuồn xoáy chảy xuôi. Bây giờ đã 40 năm rồi, ký ức ấy cứ hiện lên không bao giờ quên được. Ta đã đi qua những ngày mà tồn vong sống chết, cũng chẳng là gì trước tổ quốc linh thiêng. Đồng đội nhân dân đã đổ máu xương,
cho đất nước tự do độc lập. Ký ức ấy chẳng bao giờ quên được. 40 năm xưa đêm rút khỏi cổ thành, và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe nghệ sĩ Tiến Tùng nhà hát chèo Hưng Yên thể hiện bài thơ Ký ức thành cổ Quảng Trị. Thưa nhà thơ, vậy thì những kỷ niệm nào đã trở thành chất xúc tác để nhà thơ viết lên bài thơ này ạ? Chúng tôi thì nó có nhiều kỷ niệm lắm. Ngay kỷ niệm khi chúng tôi vượt sông để chúng tôi đi vào, thì mới bắt đầu thì chúng tôi đang ở bên ngoài, thấy được đơn vị điều động vào để tăng cường vào trong thành cổ Quảng Trị. Thì ngay trên tuyến đường đi chúng tôi cũng đã thấy là rất là khổ. Vì lúc đó điều vào thì có ba anh em tôi đi. Có ba anh em, hai anh em chúng tôi đi. Đi nhưng trên đường thì pháo, rồi bom, rồi đủ các loại là nó thả. Thậm chí khi tránh bom pháo mà chúng tôi còn nhảy xuống cái gọi là cái hố bom. Nhưng không ngờ đâu cái hố bom nó lại rất nhiều cái dây thép gai. Nên là khi mà hết loạt pháo muốn vùng lên để đi tiếp thì nó mắc hết tất cả vào quần áo, nên là lại rất là khó ra. Thế rồi là đến khi ra được chỗ bờ sông để chuẩn bị vượt sông sang bên kia thì lại gặp hàng loạt bom thì nó bắn ngăn chặn ta ở ngay trên cái đường của ở cái lòng sông đó để không cho ta chi viện vào trong thành cổ Quảng Trị, nên lại phải nằm ở đó, rồi vừa tránh bom tránh đạn, nhưng mà cái chính là để cho nó ngớt hết cái đợt pháo để mới có điều kiện để bơi được sang bên kia. Đấy là một cái kỷ niệm mà thế. Thì khi bơi được sang bên kia thì chúng tôi được phân công được chốt ở cái hầm. Bây giờ thì nó cách cái dinh tỉnh trưởng cỡ khoảng gần 200 mét gì đó. Thế thì chúng tôi chốt giữ ở đó. Nhưng mà cái chốt giữ thì nằm ở một cái hầm thì nó bị bom đạn nhiều, thì nó siêu vẹo mà ở dưới cái lòng hầm đó thì cái đất bùn nó cứ nhão, nó ướt, nó nhão, mà cái thời điểm đó thì cũng thỉnh thoảng mưa nên là không có điều kiện nó nhão ấy. Nên chúng tôi lại phải ăn và ở tại cái hầm như thế. Bên trong thì ánh sáng thì nó lờ mờ. Thế và khi chúng tôi thì lại được phân có hai anh em vào ở hầm đó, sau đó được tăng cường bổ sung thêm một anh Doanh. Anh ấy là sinh viên của trường đại học Bách Khoa, anh ấy bổ sung vào đó. Nên ba anh em ở một cái hầm rất là chật chội tối tăm như vậy. Thế nhưng mà cứ một anh nằm ngồi nhiều thì mỏi lưng, thế một anh lại phải nằm thì hai anh lại phải ngồi khom khom. Nghĩa là cứ phải ngồi khom khom thế này, chứ không ngồi thẳng vì cái hầm nó quá bẹp nó xuống. Thế đấy là phải nói là nó có những cái ký ức rất là sâu thẳm. Thế mà đặc biệt nữa là khi mà anh Doanh, anh ấy bổ sung vào đơn vị, thì anh ấy lại được ra, anh lại mang theo được cả cái hộp sữa. Ngày xưa là những hộp sữa đặc biệt chúng tôi gọi. Thế thì ba anh em ở đó lâu rồi cũng khát cũng đói, thế nên là khi mà chúng tôi mới dùng các cái thông lòng súng để đục nó ra để anh em ăn cho nó đỡ đói, vì lúc đó nó cũng đang đói và nó thèm khát, nên ba anh em tu hết luôn cả cái hộp sữa đó. Nhưng mà rất không may cho anh em là khi uống nước, khi ăn cái sữa đặc vào thì nó lại càng khát nước. Thế uống nước thì lại nước ở sông Thạch Hãn thì không được khử trùng, nên ba anh em là đều bị mắc cái bệnh đi ngoài. Nên là trong cái bài thơ thì tôi có nói cái đoạn là buồn cười nhất là khi ba đứa cùng uống sữa chẳng hiểu làm sao ba cái bụng sôi đấy. Nếu cười to là tế nhị rồi.
đấy nó gian khổ. Thế vừa rồi thậm chí ở đấy quần áo chúng tôi hầu như là chỉ mặc có cái quần đùi thôi. Quần đùi mặc cái quần đùi. Quần đùi thì ngày xưa tại sao gọi chung quần đùi chính ủy? Vì nó rộng, nó thùng thình. Quần áo này thì cởi ra hết. Thế nó ra trước đây là bùn đất đấy nó bám vào vào người. Thế quần kia thì cứ mặc vai anh em như thế. Thì chúng tôi gọi nó như là cái quần đùi chính ủy. Vì nó rộng, nó thùng thình như thế. Thế đây đấy là cái kỷ niệm. Nhưng một cái kỷ niệm nữa là khi ba anh em rút giữ xong thì có lệnh, có thời đến có điểm rồi có lệnh rút khỏi thành. Thế thì chính thức bọn anh em chúng tôi thì cũng không nhận được lệnh. Nhưng mà nhiều anh em ở các đơn vị thì người ta mới đi qua khu vực hầm đó để xuống sông để bơi sang bên kia. Thì họ lại thông tin cho chúng tôi là có lệnh rút khỏi. Thế là ba anh em tôi tập trung để chuẩn bị hoàn chỉnh các thứ để bơi sang sông. Thế hầu như là bơi sang thì chúng tôi chỉ còn mặc mỗi quần đùi với khẩu súng là đeo ở trên cổ để bơi vượt sông thôi. Thế mà lúc đó cái trời mưa và cái nước lớn, thế còn lấy được cái phao mà cái ngày xưa lúc mang vào có một cái phao nó rất dày, nên là anh em thường túng cái ba lô trong đó xong cầm cái miệng đó buộc chặt vào, thế là bơi và cái đó dùng làm phao để bơi. Thế nhưng mà đến rồi khi chúng tôi có bơi thì khi có lệnh rút như thế thì nó có một cái tình huống xảy ra là khi anh em tôi chuẩn bị xuống thì cái anh Doanh thì anh lại nhanh hơn. Thì anh lại xuống bờ sông, xuống được dưới sông trước. Còn tôi với cái anh Phú ở người Thái Bình ấy thì còn đang loay hoay ở bên trên thì chưa xuống được. Thế thì rất không may là có một quả đạn pháo nó bắn. Đấy, nó bắn đúng vào cái vị trí mà anh em chúng tôi định xuống. Thì lúc đó là anh Doanh, chúng tôi nghĩ là đó là anh Doanh đã bị pháo và hy sinh. Thì sau đó rồi chúng tôi mới xuống dưới sông. Thế và đồng thời nữa mới bơi vòng quanh, vừa bơi vừa gọi nhỏ để xem anh Doanh có bị thương, có tỉnh đâu không. Thế nhưng mà quả thực bơi quanh tìm nhưng không thấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là khi bị như thế thì nó có bị sức ép bom rồi của ông ấy rồi cũng sẽ bị trôi mất thôi. Nên là chúng tôi cũng nghĩ là anh ấy hy sinh. Đấy là một cái kỷ niệm mà chúng tôi khó quên nhất ở cái thành cổ Quảng Trị. Và tất cả những kỷ niệm, những hồi ức và những cảm xúc đó thì nhà thơ đã gửi trọn vẹn trong những cái tác phẩm của mình. Bởi vì là khi Ngọc Oanh cũng đã đọc rất nhiều tác phẩm của nhà thơ thì đều thấy tất cả những cái hình ảnh mà nhà thơ vừa nói thì đều được gửi trọn vào trong tác phẩm của mình ạ. Nhà thơ có thể đọc một số câu thơ mà ví dụ như là về hoàn cảnh như là bài qua sông này, rút khỏi thành này, hay là ví dụ như là cái tình huống mà một chiếc hầm mà khom lưng hai người đứng mà một người nằm đấy ạ. Và tôi xin đọc cái bài thơ về ký ức cổ thành. 40 năm vẫn gọi mày tao, nghe câu ấy lòng cồn cào nỗi nhớ, nén ngang thơm khói quyện bay ấm lòng chúng mày dưới mộ, nước mắt rơi khuôn mặt đượm nỗi buồn. Chúng tao về đây tổ hội 40 năm, cùng đồng đội thường gọi là mày, nơi âm hồn đã khuất. Tất cả gặp nhau nghẹn ngào trong khóc nấc, hồi nhớ một thời khói lửa đạn bom. Ngày từng ngày hỏi nhau đứa mất đứa còn, chia cho nhau mảnh lương khô ngụm nước, gạo rang trộn đường anh nuối tiếp với nước sông Thạch Hãn để giữ chốt đêm ngày. Hầm gác tấm tôn gạch bê tông cành cây, tóc đứa nào cũng lấm nem bùn đất, nước mưa ướt hầm quần áo chẳng có thay, trước cổ thành xác sơ đổ nát, trên trời pháo sáng máy bay thù gầm thét, tiếng pháo tiếng bom nổ xé trời, đất tung khói đen mùi khét cháy cỏ cây, sau mỗi đợt pháo đợt bom lại tìm nhau xem có đứa nào bị sao không nhỉ. Những bài này thì nó nhiều về thời kỳ chiến tranh thì nó nhiều, nhưng mà tôi muốn đọc hai cái bài thơ đó là thường là ký ức mà không bao giờ quên được đối với những người lính như chúng tôi đã từng tham gia chiến đấu ở cái thành cổ Quảng Trị này.
Thưa nhà thơ Vũ Văn Toàn, là trong bài thơ Ký ức đêm rút khỏi thành cổ Quảng Trị thì đã mô tả cái sự cùng cực và gian khổ mà nhà thơ cùng với những người đồng đội của mình đã chịu đựng với văn phong rất là hài hước và lạc quan, nhưng cũng thật đau đớn xót xa khi mà phải chứng kiến sự hy sinh của đồng chí bạn bè ngay trước mắt. Có lẽ câu chuyện này thì mãi sẽ là một ký ức không quên. Đó là những ký ức và những cảm xúc mà nhà thơ ngày hôm nay chia sẻ. Thì Ngọc Anh cảm giác như là những cái ký ức và những cái cảm xúc của những cái năm tháng ác liệt đó vẫn còn vẹn nguyên trong nhà thơ. Và những người bạn chiến đấu, những đồng đội, rồi những địa danh, tất cả vẫn còn rất là sống động trong tâm trí nhà thơ, đúng không ạ? Thưa nhà thơ, là qua những tâm sự, những chia sẻ và những thông tin mà nhà thơ mang đến chương trình ngày hôm nay, thì những người ở thế hệ sau như Ngọc Anh càng thấu hiểu hơn về cái giá trị của hòa bình mà ngày hôm nay chúng ta có được đã phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu xương máu gian khổ của bao lớp lớp thế hệ đàn anh đi trước. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà thơ ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong trái tim mỗi con người Việt Nam thì có lẽ tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng nhất. Ai mà không có quê hương, không có cội nguồn gốc gác, đó là nơi mà ta gắn bó suốt thời thơ ấu, là nơi khi nghĩ về ta lại thấy ấm lòng. Nhà thơ Vũ Văn Toàn cũng như biết bao người nghệ sĩ khác luôn có một tình yêu thiết tha và tình cảm ấm áp, chân quê, xen lẫn sự tự hào khi viết về quê hương mình. Quê hương Hưng Yên với nhãn ngọt sen bùi, với bờ đê lộng gió, với sự tích, Trừ Đồng Tử và nàng công chúa Tiên Dung đã được nhà thơ Vũ Văn Toàn chắp bút qua bài thơ Hưng Yên quê tôi. Bài thơ đã được nhạc sĩ Nguyễn Quang Thạch phổ nhạc, và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hưng Yên quê tôi qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phương Nguyên đến từ nhà hát chèo Hưng Yên. Chưa hè, gieo phong văn miếu nhớ về. Thương.
chưa hè, rêu phong vắn miếu nhớ về tiền nhân, nghe câu hát điệu trong quân mà sống nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe nghệ sĩ Phương Nguyên đến từ nhà hát chèo Hưng Yên thể hiện ca khúc Hưng Yên quê tôi. Đây là ca khúc đã được đông đảo nhân dân Hưng Yên hết sức yêu mến bởi những ca từ trong đó thì gắn liền với quê hương Hưng Yên, anh hùng và văn hiến. Vậy xin mời nhà thơ có thể chia sẻ đôi chút về đứa con tinh thần này của mình ạ. Mình thì không có hy vọng là làm thơ để có được cái bài hát đó. Thế nhưng mà trong cái thời kỳ mà khi được về công tác ở huyện, rồi công tác ở tỉnh, thì mình thấy quê hương Hưng Yên mình đẹp lắm. Phải nói là nhân tài thì cũng nhiều, nhưng mà sản vật thì cũng lắm. Thế thì với những cái tâm trạng của cái người yêu quê hương, và mình muốn cái thơ của mình nó được lêu được những cái địa danh của tỉnh, và thông qua cái địa danh ấy để mình cũng có những cái mời gọi để cho các bạn gần xa để đến với Hưng Yên. Người Hưng Yên có cái trầm tích văn hóa lâu đời mà cứ theo dòng chảy văn hóa ấy mà tiếp tục chảy đến bây giờ. Thời kỳ nào thì người Hưng Yên cũng tham gia vào triều chính. Đấy là một cái rất là cái tự hào ở cái chỗ đó. Thế rồi là đấy thì, và chúng tôi đã cũng có điều kiện, ví dụ như là mình đến cái chỗ Nguyệt Hồ, mình ngồi mình ngắm cũng hay, đêm trăng gió mát, nhưng mà gió nó cứ lay, nó thổi khe khẽ thì tạo thành những gợn sóng, và chính những con sóng nó nhô lên cái thì hình ảnh những ngôi sao, thì hình ảnh sáng ở đấy nó lại lóe lên. Thế nên là tôi mới nghĩ ra được cái chuyện là sao rơi đầy hồ, nó ở cái nẻ đó. Thế hay là ví dụ như cái cầu mà bắc qua để sang bên Hà Nam. Thế thì anh Tuấn Phương thì anh bảo, anh Toàn thì anh cứ bảo đó là bể chuyển anh là như những chiếc cầu, như những dải lụa uốn mình trong nắng. Thế thì mình thì thôi cũng vừa tếu với nhau. Thế thì mình bảo không, cầu của tớ nó oai ai để như dải lụa thì gọi chỉ là cầu. Mà cái cầu đây nó thể hiện sự đổi mới của tỉnh, đổi mới của quê hương, để vươn lên để chấp cánh với bè bạn năm châu, vươn lên để mà làm giàu xây dựng quê hương. Thế thì mình bảo với tớ, cầu tớ phải khỏe mạnh nên phải dứt khoát, phải cầu phải như những con rồng, chứ không phải là cầu nghệ thuật để mà uốn lượn như là những cái giải lũ uốn mình trong nắng. Thế đấy là những cái câu chuyện nó là với vui thôi. Thế nhưng mà đấy, cái bài hát đó, nhưng mặc dù là những cái địa danh, mặc dù những cái nhân tài, mặc dù những sản vật của Hưng Yên chưa thể đưa hết vào thơ, nhưng mà đấy cũng là một cái sự chắt lọc bước đầu để mình đưa được vào những bài thơ đó. Mà quả thực tìm được những cái lời thơ để mà gieo vần được vào, để lại đưa được những sản vật, đưa vào được cả những cái địa danh, đưa vào được cả những cái nhân tài, quả thực là một vấn đề khó. Với Ngọc Anh thì Ngọc Anh cảm nhận rằng bài hát cũng như là bài thơ thì đã giống như là một cái mâm cỗ rất là thịnh soạn rồi, để mang ra bày biện để mà mời bà con, rồi mời khách trong và ngoài nước có thể cảm nhận và hiểu hơn về Hưng Yên ngàn năm văn hiến của chúng ta ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà thơ. Đó là về bài thơ Hưng Yên quê tôi. Thế còn với một cái tác phẩm mà nhà thơ mới hoàn thành gần đây, đó là bài hát Đẹp lắm Hưng Yên, thì nhà thơ có thể chia sẻ rõ thêm về bài này ạ? Đẹp lắm Hưng Yên thì vì mình thì lúc đó vẫn đang làm tuyên giáo, nhưng mà cũng đã có những cái ấp ủ làm sao mà làm được một cái bài thơ để mà người ta đọc vào bài thơ và như là một cái lời để giới thiệu về toàn bộ những cái địa danh, về những cái sản vật, về những nhân tài của Hưng Yên, giới thiệu với bạn bè gần xa. Đấy mục tiêu mình, tất nhiên là không phải nhà thơ, nhưng mà mình cũng cứ
cứ tham lam, cũng cứ muốn để ôm ấp những cái mộng lớn như vậy. Đấy, thế. Thế nhưng mà chính là do mình cũng cứ tham lam như vậy, thế mình cố gắng làm một cái bài thơ để mà nói được hết về những địa danh của Hưng Yên. Mà có lẽ là nếu như mà du lịch của Hưng Yên chỉ đọc những người mà chưa biết về Hưng Yên, nếu chỉ cần đọc cái bài thơ đẹp lắm Hưng Yên thì cũng đã biết được cơ bản các cái địa danh của tỉnh Hưng Yên như thế nào rồi. Đấy. Đấy là một cái cảm nhận của mình mà muốn mình thông qua thơ, muốn thông qua những cái tác phẩm nghệ thuật để giới thiệu với bạn bè anh em. Thực ra bọn mình chỉ để cho nó vui thôi. Thế thì muốn qua đó để đi đâu đọc để cho anh em người ta cũng biết à Hưng Yên nhiều ông này có những cái này, ông có cái kia. Thế nó là thế. Nhưng mà nó lại có một cái rất hay là vì mình thì cũng lại không hay hát nhưng mà lại cũng thích hát. Thế rồi lẩm nhẩm hát rồi ghi âm. Đấy, cái này thì lại do mình phổ nhạc. Thế tự làm. Tức là bài thơ mình làm, đồng thời nữa lại nhạc lại là của mình. Thế sau đó lại phải nhờ anh em người ta ký âm cho. Ký âm cho xong bắt đầu mới lại nhờ người để phổ nhạc cho. Sau đó mới lại nhờ đến rượu hương át cho. Đấy, cái tình tiết mình làm nó chỉ suy nghĩ đơn giản thôi. Chứ không phải là mộng để làm lớn cái gì cả. Bởi mình không phải chuyên nghiệp, cũng không phải là văn nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mình cũng không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, không phải là nhà sáng tác gì về âm nhạc cả. Thế nhưng mà do cái yêu quý, cái thích, cái cảm thích của mình để mình muốn đưa vào thơ, rồi từ thơ, chỉ vì trong thơ đã có nhạc. Trong thơ đã có nhạc, nên khi đã có thơ rồi thì đương nhiên thì mình lại cuối cùng lại trở thành nhạc nhưng mà không biết lốt nhạc nào. Đấy thì là đấy. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Vũ Văn Toàn. Khi mà nghe nhà thơ chia sẻ thì Ngọc Anh lại chợt nghĩ đến một hình ảnh của một người lính rất là tài hoa, một người lính với thơ, với nhạc, với những cái dòng cảm xúc bất tận. Xin được cảm ơn nhà thơ Vũ Văn Toàn ạ. Thưa quý vị và các bạn, và bài hát Đẹp Lắm Hưng Yên do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày ngay sau đây cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Gương Mặt Nghệ Sĩ Hưng Yên ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà thơ Vũ Văn Toàn đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xây đất nước.
mạnh dầu đi lên hương sen níu bước người đi nhãn đầu mùa ngọt bờ môi chúng mình về đi anh ta về đi anh câu hát trong quân khỏi hồn quê mẹ bằng câu ca trù gửi nhớ hồn quê ta về lòng cứ vấn vương nhớ người xứ nhà bông bánh.